Chứng sơ thiền là ly dục. Và Đức Phật lúc nhỏ đã chứng, vì sao lúc lớn Ngài vẫn lấy vợ, vẫn lấy vợ? Hai cái việc này nó không có liên quan tới nhau nhiều đâu. Tại vì đó, nên nhớ là thiền nó rất là khó có được, và nhưng mà nó rất dễ mất ha. Ngày hôm nay chúng ta chứng sơ thiền, chúng ta ly dục ly ác pháp, chúng ta chứng sơ thiền, ngay tích tắc sau khi chúng ta xả thiền rồi đó, cái sơ thiền nó mất. Cái sơ thiền đó nó chỉ có khi chúng ta đang trú ở trong sơ thiền thôi. Còn khi chúng ta xả ra rồi, có nghĩa là chúng ta không có trú trong sơ thiền nữa. Thì có nghĩa là khi đó thiền nó mất, thiền nó không còn nữa ha. Và khi chúng ta không có được ở trong sự bảo vệ của cái sơ thiền á, thì hoàn toàn có cơ hội cho các cái dục và ác pháp nó sanh khởi. Bình thường, chuyện hết sức bình thường. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị chứng sơ thiền ha, đó đang ngồi chứng sơ thiền ngon lành, hưởng cái sơ thiền ngon lành. Sau khi xả ra, sau khi xả ra, bà vợ bà nhào tới, thế là mất sơ thiền, mất hoàn toàn, mất triệt để, mất không nhân nhượng, mất không còn gì để nói luôn. Đấy, cho nên cái chuyện mà chúng ta chứng sơ thiền là chỉ chứng vào cái thời điểm đó thôi, và cái đó nó không có phải là giống như là một cái tính danh, hoặc là một cái giống như là lên ngôi vua, hoặc là một cái chức danh, giống như không phải là một cái chức danh. Nó hoàn toàn có thể mất. Nó mất ngay sau khi chúng ta xả ra, là chúng ta không còn sơ thiền nữa. Và khi chúng ta xả ra rồi đó, thì hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho các dục, các ác pháp nó tấn công. Chuyện nó hết sức bình thường. Cho nên có những vị chứng được tới tứ thiền, chứng được tới phi tưởng, phi tưởng, có năng lực, có thần thông nha, có thần thông nha, biến hóa đủ thứ hết, phi thiên độn địa, đi trên mặt nước, đi trên hư không đó, đủ thứ trò hết trơn á. Nhưng mà sau khi mà vị đó xả thiền rồi thì vị đó hoàn toàn có thể bị dục nhiễm nó tấn công nha, bị các ác pháp tấn công. Và vị đó hoàn toàn có thể hoàn tục lấy vợ bình thường. Cho nên cái chuyện mà Bồ Tát lúc 7 tuổi chứng sơ thiền, sau khi buông ra rồi không còn ở trong sơ thiền nữa, thì cái chuyện lấy vợ là cái chuyện hết sức bình thường ha. Đừng có nghĩ sơ thiền là một cái gì đó nó có rồi là nó không bao giờ mất ha.